Xin mến chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyễn Audio giới thiệu cho tất cả các bác một combo full 30 về để dựng loa full. Bắt đầu video thì Tùng Nguyễn chúc tất cả các bác mạnh khỏe, và các bác xem video đừng quên like và chia sẻ kênh của Tùng Nguyễn nhé. Hôm nay Tùng Nguyễn lên cái combo này cho một bác khách ở trong tỉnh Khánh Hòa. Bộ combo sạc Win Vega này tiếng của nó rất là hay, và hôm nay các bác cùng tham khảo mẫu full 30 này đánh các dòng đẩy từ 600W các bác nhé. Các bác lưu ý cho em là phải đánh đẩy nhé, đừng đánh âm ly, đánh âm ly không thể đánh nổi được đâu. Đây là một loại bát có cấu hình là bát 30 Vega, sạc Win Vega Made in USA. Hàng này là hàng của công ty China sản xuất các bác nhé. Đây là chỉ là thương hiệu Vega thôi, còn hàng của Trung Quốc sản xuất. Một dòng bát Vega này rất là đẹp, các bác lưu ý cho em, đây là một loại bát rất đẹp, từ 190 côn 76, xương nhung đúc trẻ đôi, kẹp lỗ và kẹp tê đều là thép trắng, và kẹp lỗ của nó được tiện vát. Con này tiện vát cho cái chất bích rất dày. Ở dòng Vega này thì các bác lưu ý cho em, ai lắp phòng hát thì đánh con bát Vega này vào, lắp vào phòng, tiếng của nó rất tốt luôn. Nắp phòng hát, đặc điểm là lưu ý cho em là nắp phòng hát rất hay, từ 190 côn 76, chạm nhúng bằng đồng này, gân vải tẩm dầu là 3 gân này, lón đen này, đấy, gân màu đỏ. Đặc điểm của dòng này nổi trội là gân màu đỏ. Với cái cấu hình như tép của nó, loa thì là một bát một tép rồi. Tép của nó có mã là ND253, từ 120 côn 14, RCF này, ND253 này. Bích dày và từ dày. Phân tần của nó, ở trong một đôi loa thì không bao giờ thiếu được một đôi phân tần. Nếu như các bộ loa mà bị lắp ăn bớt ấy, thì các bác có thể thay phân tần thì sẽ tiếng sẽ nâng cấp được hơn hẳn luôn so với khi mà mua mới. Vì mà các cái dòng mà mua mới mà các loa ăn bớt thì hầu như trong chỉ có tụ mới chở để chặn cản tép thôi. Đường bát và đường chép này, đây là phân tần no full nhé, hai đường ra này, âm dương ký hiệu này, cộng trừ các bác nhé, đường in này. Phân tần của Tùng Nguyễn lên với các bác thì là nó sử dụng hai con chở nhôm. Chở nhôm này thì cho cắt giải tép và giải bát rất là tuyệt vời. Phân tần này có mã là BL-2, mạch màu vàng. Đối với dòng phân tần mà đánh chở nhôm này thì tiếng của nó rất hay và độ bền của nó cao, độ bền cao. Bóng cầu chì và tụ màu trắng sữa. Cái bộ combo mà Tùng Nguyễn đang giới thiệu ở đây, một đôi bát, một đôi tép và một đôi phân tần. Đấy, bộ combo này có giá là 3,6 triệu. 3,6 triệu thì Tùng Nguyễn sẽ bao ship cho tất cả các bác cái bộ combo này. Các bác chỉ cần về thay vào thùng loa, hoặc là các bác dựng mới. Thì hôm nay Tùng Nguyễn giới thiệu đến đây là kết thúc. Các bác có nhu cầu đến combo 30 này thì hãy liên hệ cho em Tùng để em nhận đơn và gửi hàng cho tất cả các bác qua đường bưu điện. Các bác nhận hàng được kiểm tra rồi mới phải thanh toán tiền. Và hôm nay thì Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác nhé.